Thưa quý vị, chiều qua ngày 16 tháng 5, bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, nghe dự thảo báo cáo về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại tham gia cuộc họp còn có các cơ quan chịu sự giám sát gồm Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại có quy mô 231,78 ha, tổng mức đầu tư 2023 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hơn 1986 tỷ đồng còn lại là vốn kêu gọi các nhà đầu tư khác. Thực hiện chủ trương của tỉnh quỹ về phát triển khu công nghiệp Phú Thuận, quyền Bình Đại trong điều kiện khó khăn về ngân sách, vốn đầu tư và quỹ đất. Nhưng với sự quyết tâm quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành chức năng và Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, đến thời điểm giám sát, cơ bản đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, tiến độ giải ngân vốn đạt 1782 trên 2023 tỷ đồng, bằng 88,1% tổng mức đầu tư ban đầu hầu hết hộ dân đồng tình với chủ trương của nhà nước về thu hồi đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận. Một bộ phận nhỏ hộ dân còn yêu cầu về giá đất, chế độ tái định cư, giá đền bù, nhà ở, nên chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định rằng, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, Quyền Bình Đại là dự án lớn trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh. Được Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là một trong những công trình dự án trọng điểm của tỉnh, cần tập trung quy động mọi nguồn lực thực hiện để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác đúng tiến độ. Qua giám sát cho thấy, các cơ quan chưa có sự phối hợp tốt trong khâu tổ chức thực hiện dự án. Trong thời gian tới, khi dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan cần có sự phối hợp trong tổ chức thực hiện, sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận để mời gọi đầu tư. Trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận và thấy được ý nghĩa quan trọng của khu công nghiệp là động lực để phát triển kinh tế xã hội qua dự thảo báo cáo của đoàn giám sát hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành đề nghị đoàn giám sát tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo với một liều lượng phù hợp để giúp ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình lãnh đạo điều hành công tác quản lý nhà nước khắc phục hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đồng thời làm cơ sở để hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết phù hợp trong kỳ họp sắp tới